con gà. Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng cho gà ăn nhé các bạn nhá. Chúng cho gà ăn đấy các bạn ơi. Đây là gà nhà tớ đấy. Nhiều gà không các bạn? Đấy, kia là gà mẹ và những chú gà con kìa. Còn kia cũng có kìa. Còn đây là chú gà bố đấy. Gà bố gọi là gà trống đấy các bạn nhờ. Nhiều gà quá các bạn ơi. Nhiều gà quá các bạn ơi. Con gì đây bé ơi? Con gà. Đấy, cho đang cho gà ăn các bạn ơi. Nhiều gà không các bạn? Gà nhà tớ đấy. Quăng gà đi. Kia kìa, ở trên này. Đấy. Gà ăn gạo đấy. Giỏi nhờ. Đó, đi đi cho gà ăn gạo đấy các bạn ơi. Giỏi nhờ. Bên bông ơi, bên bông. Bên bông chào các bạn đi, bên bông. Chào các bạn nào, đâu bên bông đứng thẳng chào các bạn nào. Bên bông chào các bạn đi. Bên bông biết đi học ở đây nhờ. Đấy, đây chú gà đấy. Bông giỏi quá, bị bông cho gà ăn giỏi anh nhờ. Bị bông xinh quá, hôm nay bị bông có bộ quần áo mới này, có dép mới này, có quần mới này. Bị bông biết đi học ở đây các bạn à. À, có đây bạn Lâm Pèo đây này các bạn ơi. Đúng rồi, chúng ta xem gà ăn gạo đi. Bạn mình đi không? Đúng rồi, bạn gà ăn ăn kia. Ôi, nắm gà quá, bị bông ơi, bị bông nè. Bố gà trống kia, đúng rồi, bố gà trống. Còn đây là chú gà mẹ nhở. Bé bông ngoảnh ở đây. Rồi giỏi quá, bé bông giỏi quá bạn ơi. Gà con đang ăn đấy các bạn ơi. Gà con và gà mẹ này. Rồi các chú gà anh, gà chị nữa. À còn kia, kia là gà trống, gà bố đó các bạn. Các bạn ơi, gà ăn ngoan quá các bạn ơi.